hái trái mây. Cây mây nè anh em ở núi ở đồng bằng chưa biết cây mây, đây là cây mây đấy, quả kìa. Giờ hái quả để thưởng thức. Ủa, cái dây mây đâu không thấy mà đây là thấy đây nè, cây mây đây nè, đây nè, nó là cây mây đó, nó lên nó cái lá đó, lá này. À rồi 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 rồi, rồi, rồi. À, nó thòng xuống đó. Xong cái trái nó có thòng xuống đó, à, nó cái dây rồi, nó cái trái thòng xuống đó. Ừ, mình nói lạ nó có thấy cây mây không? Đây có một chú khỉ đang leo cây. Đang leo cây để hái trái mây. Còn khỏe lắm, leo được cây là còn khỏe lắm. Đấy. Rồi, dài lắm. Nhìn thấy vậy nó dài lắm. Bây giờ ấy, thấy chưa? Kéo mà không đứt luôn rồi. Không bẻ được không? Dây mây nó dài lắm. Cái cọng cuốn bông mà nó dài cái đó rồi mà. Cắn luôn. Đấy, khó thế chút xíu rồi, khó thế mà đi đâu vậy. Ở dưới nó có cái thùng gì trắng trắng không ta, gốc cây gì đó, cái cây ngã thôi, cây gãy ngã thôi. Ừ. Cây mây nhìn giống như cây lá, là giống như lá dừa không. Rồi anh thưởng thức trái mây đập ra rụng nó chín rồi đấy. Chín nhưng chưa chín. Chưa chín lắm. Giống con bò chó. Hơi chát chát. Nó chín là nó phồng phồng đây. Chưa chín lắm. Anh nuốt cả hột rồi. Nhanh no. Hơi chát chát. Mệt chát. Cái này nó chưa chín tới phải không anh này? Đây nó phải nó chín là nó vàng ươm rồi không? Ừ. Cắn cái hạt luôn à? Nhai 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 xương sủi nữa. Ăn như cái hột đâu ăn được? Ăn được. Ăn được hột luôn. Ừ. Nhưng mà cứng thôi. Có chịu được bệnh gì không? Đói bụng. Đói bụng hả? Thì như thường là cái dược liệu nó chữa bệnh đói bụng. Trái đẹp hả? Ừ, trái nhân đẹp. Nuốt luôn cả. Bỏ được cái gì bóc đúng con bò chó ấy. Cái vai chó. Ừ. Cái hộp ròn giống như nó có chân lên giống như chó liền. 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Em đi mà em đi có bữa em lên 45 phút thôi. Đi lên. Đi khỏe nghe. Đi xuống làm 13 mấy. Rừng vàng biển bạc. Ô, ấy cái kè này. Ừ, rồi quay trong kìa, quay trong. Anh đâu? Quay kìa trong hết đã. Chỗ đây là của con. Sao nó sợ nhà nó chạy nha. Thấy không thấy? Nó cài trang rồi đó, nó ngụy trang, nó giống như nó tưởng mình không biết đó. À. Nó đổi màu cây đó, theo cái vỏ cây đó. Cái này bắt thì nuôi được đấy. Nuôi được nhưng mà anh đi máy bay đâu được. À. Bữa hành mà hôm qua nói em bắt chân có mà chúng phải thả. À. À, không đưa đi bây giờ. Nhìn cũng đẹp quá ha. Nó đang thay da nè. Lột đang. Ừ, nó đang lột da. Đuôi. Chờ đi đang lột nè. Ừ. Ôi, anh ngứa ngứa này. Con nướng ăn ngon lắm. Giảm nha. Đây nè, đây nè. Hắn phục phóng không phát. Đúng không? Chạy chạy. Tướng khoanh khoanh. Anh phóng lên người anh đó. Còn nó phóng vô người anh đây. Còn nó chạy tẹt vô người anh đó. Đồ. Thôi. Kì tôm. Cho về rừng xanh. Đồ nhìn đẹp quá ha. Kì tôm rừng. Kì tôm rừng. À, quay kì tôm rừng.
Ồ, đẹp 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 đẹp. Một da này. Đây một da. Giảm thiệt luôn. Không biết sao.